Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp, tìm hiểu ngữ pháp động từ đi với useo, yêu cầu người khác hãy làm gì đó. Ngữ pháp này sẽ được học ở bài số 6, giáo trình Seoul 1A. Useo kết hợp với động từ sử dụng khi đưa mệnh lệnh một cách lễ độ hay đưa ra giới hạn yêu cầu với người khác trong tình huống thân mật, không trang trọng. Ví dụ, ota thì đi với seo thành oseo. Xin lỗi các bạn, đây là ota. Ikta thì là có bắt chim thì sẽ đi với useo. Tức là động từ có bắt chim đi với useo, còn không có bắt chim sẽ đi với seo. Chỉ cần bỏ ta thôi. Thì thành ilguseo là hãy đọc. Oseo là hãy đến. Ososeo, Kirby Chuseo. Ososeo là xin mời vào. Kirby Chuseo là cho tôi cà phê. Sukjeren Hago Tenebichon Poseo. Bạn làm bài tập. Bạn hãy làm bài tập rồi xem TV. Hangugo Chegun Ilguseo. Bạn hãy đọc sách tiếng Hàn. Yogi Anjuseo. Xin mời ngồi ở đây. Xin mời ngồi. Useo sử dụng thêm chôm tạo cảm giác lịch sự, lễ phép hơn. Kimchi chôm chuseo thì lịch sự hơn và nhẹ nhàng hơn là kimchi chuseo. Chegun chôm ilgu chuseo. Ilgu seo, hãy đọc sách cho tôi. Chegun ilgu seo, hãy đọc sách. Ở thể trang trọng chúng ta sử dụng ư ship siêu, cũng tương tự như ư seo là có bắt chim chúng ta sẽ dùng là ư ship siêu và không có bắt chim sẽ chỉ dùng là ship siêu. Chegun ilgu seo thay cho chegun ilgu seo chúng ta sẽ dùng là chegun ilgu ship siêu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukuhasotsumida. Bye bye.